Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết trên toàn tỉnh Lai Châu là nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến là từ 14 đến 25 độ, vùng núi cao từ 11 đến 16 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 65 đến 98%. Cụ thể, thành phố Lai Châu, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%. Huyện Mường Tè, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%. Huyện Sinh Hồ, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm cũng dao động trong khoảng từ 75 đến 98%. Khu vực huyện Than Uyên, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%. Huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%. Huyện Tam Đường, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%. Khu vực huyện Tân Uyên, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%. Huyện Phong Thổ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm từ 65 đến 98%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hai ngày cuối tuần này thời tiết nắng ráo rõ rệt để quý vị có thể tận hưởng không khí và vui chơi trong dịp cuối tuần. Thời tiết nắng ấm dần lên cũng làm bung sắc hoa ban. Loài hoa quốc dân của núi rừng Tây Bắc nở rộ trên dọc các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Quảng trường Nhân dân tỉnh hay dọc bờ Hồ Hạ. Đây là những địa điểm rất thích hợp để các chị em có thể check-in, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Trên đây là phần dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.